Chào mừng quý chị em đến với kênh TikTok của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Hòa cùng không khí se se lạnh của những ngày giáp Tết, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng xin gửi lời chúc đến tất cả các gia đình, các mẹ bầu có một cái Tết thật ấm áp, nhiều niềm vui và sức khỏe. Phụ nữ mang thai trong những ngày Tết cũng cần phải đảm bảo ăn uống đủ chất, dinh dưỡng, cân bằng và lành mạnh. Bác sĩ xin chia sẻ một số lưu ý đến các mẹ bầu. Một số thực phẩm các mẹ bầu tránh càng xa càng tốt. Rượu bia là một phần không thể thiếu trong những ngày vui, nhưng đối với thai phụ cần phải tuyệt đối không sử dụng rượu bia ở bất kỳ tuổi thai nào. Thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ sẽ khiến các mẹ bầu đầy bụng, khó tiêu, ở chua, đặc biệt là các bạn đang trong giai đoạn nghén. Thực phẩm chế biến sẵn có chứa nhiều muối nitrat có thể làm cho sản phụ bị tăng huyết áp, tăng tình trạng phù tay chân. Nước ngọt, nước có ga, kẹo mứt có thể làm cho tăng gluco máu, đặc biệt nguy hiểm trong trường hợp đái tháo đường thai kỳ. Vậy để tận hưởng một ngày Tết vui vẻ trọn vẹn, thai phụ nên ăn gì? Các loại hạt, hạt dẻ, hạt điều, hạt hướng dương có chứa nhiều axit béo tốt, đồng thời giúp cho thai phụ giảm cảm giác đói, giảm cảm giác thèm ngọt với một lượng vừa phải. Trái cây ít ngọt, cam, bưởi có thể cung cấp chất xơ, đồng thời cung cấp lượng đường, trái cây, vitamin rất tốt cho sản phụ. Trên đây là một số lưu ý nhỏ giúp mẹ bầu an tâm ăn Tết. Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh, chuẩn bị đón thiên thần trong năm mới Quý Mão. Xin chào, hẹn gặp lại.